Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu bếp từ đôi Bellini Q888LXG, là dòng bếp 2 từ bo viền nhôm, mặt kính đen, rất là sang trọng. Bây giờ mình thử cách hướng dẫn sử dụng các bạn nhé. Đây là nút nguồn các bạn ạ, mình sẽ đặt nồi lên trước, tại vì nếu mà không có nồi nó sẽ hiện cảnh báo E. Đây chính là nút nguồn của bếp ạ. Mình giữ vòng 3 giây. Đây, nó sẽ hiện lên hai bảng điều khiển để mình sẽ thử test bếp bên trái. Thì khi mà bật lên nó sẽ hiển thị mức công suất là số 5, là mức cơ bản. Đây mình có thể tăng lên, mình nháy đèn đi. Mình giảm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cao nhất là 9. Mình có thể vuốt slide hoặc là ấn từng nấc một như thế này. Rất là dễ sử dụng, bàn phím cực kỳ nhạy. Đấy. Tiếp theo thì mình có thể nút là nút tạm dừng. Đang nấu bạn có thể ấn tạm dừng. Đây, là bếp nó sẽ dừng lại và không nấu nữa. Muốn mở khóa tạm dừng thì mình giữ trong vòng 2 đến 3 giây. Đây để nháy đèn đi. Đấy, bếp sẽ hoạt động lại bình thường. Tiếp theo đấy chính là nút hẹn giờ bếp các bạn nhé. Đây mình nháy đèn bếp này, mình sẽ hẹn giờ. Thì tối đa là 99 phút. Số phút đây, đây là 3 phút, 4 phút, 5 phút, 6, 7, 8, 9. Đây, giờ đấy là giờ phút, còn đây là giờ hàng chục. 19 phút, 29, 39 đến 99 phút. Đấy. Tiếp theo nữa là nút booster của bếp. Booster đây. Booster là nấc cao nhất của bếp. Ví dụ như thế là bạn đang để nút số 3 đi, bạn muốn nấu mức sôi cao nhất thì bạn ấn booster là cái nút mũi tên đi lên như này, là nấc cao nhất của bếp. Đấy, và cuối cùng là đến cái nút khóa an toàn trẻ em. Nút khóa đây thì bạn sẽ giữ trong vòng khoảng 3 giây, nó sẽ báo chữ cảnh báo L, tức là bạn đã khóa an toàn, khóa tất cả các bàn phím về cái chế độ hoạt động của bếp. Đấy, mình sẽ không điều chỉnh được nữa. Muốn mở khóa thì bạn giữ trong vòng 3 giây. Tương tự như vậy. Đấy. Nháy đèn đây. Thì nháy đèn bạn không được điều chỉnh được. Đấy. Hẹn giờ đây. Tắt đi. Hẹn đây. 3 phút, 5 phút. Rất là dễ sử dụng đúng không các bạn? Và với bên bếp này cũng tương tự như vậy. Đây, mình sẽ chuyển sang các bạn nhé. Đây, khi mà không có nồi nó sẽ cảnh báo là E hoặc là không. Cảnh báo không có nồi thì bạn tắt bếp đi. Bạn muốn chỉnh sang bếp bên phải cũng tương tự như vậy. Đây, tăng giảm đây. Vuốt slide hoặc ấn từng nấc một. Booster. Hẹn giờ. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 6 phút. Đây là hàng đơn vị. Đây là hàng chục, 10 phút, 26 phút. Đấy, rất là dễ đúng không các bạn? Đây, khóa an toàn trẻ em và tạm dừng. Mở tạm dừng. Đấy đây, mở tạm dừng. Đây. Đấy là các hướng dẫn sử dụng bếp từ đôi Bellini Q888LXG các bạn ạ. Xin chào các bạn.